الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله نكتي حديث مركة سبرمبي نكتاب بلوغ المرام حديث نتان نكنا متكا سدي أمبي صلاة نكتبوك سدي أمبي مسجد عائشة رضي الله عنها بانديكاتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب Minita Rasulullah SAW man prao oi sang song masjid nei knong srakum da mien manuh ru nau wa antu nadhafa wa tutayyiba hai Rasulullah SAW ko ban prao oi samat masjid hai nang prao kreung kraop nei knong masjid no rawahu Ahmadu wa Abu Daud wa Tirmizi wa sahaha irsalahu adain rika dao Imam Ahmad Abu Daud hai nang At-Tirmizi هاي إمام الترمذي رحمه الله قد بان بجي أبرابتها ديني دا صحيح بيكي جي حديث مرسل درجة أربع حديث ني بيكي جي حديث صحيح ترمتري بنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الهدي نكنا كتاب المحرر قد بان ميوساتها إسناد بعضهم على شرط الشيخين منتها إسناد رباه بكي مجمنون كسراب تام لأكن رباه كتاب صحيح تنبي كصحيح بخاري هنن صحيح مسلم وصحه ابن حبان هاي ابن حبان ما بيشي أبراب تهدين صحيح ترم تربي نبي وقال الساعتي سنده صحيح هاي الساعتي كي قال ما بيشي أبراب تهدين سنده وبيكي صحيح إلا أن الترمذي رجح إرساله بقلين تا إمام الترمذي دا قال ما بيشي أبراب تهدين ترم تربي كي هدين جي حديث مرسل هاي جنة سرب وين تتاونا درجة أربع حديث ني بيكي جي حديث صحيح ترم تربي نبي صلى الله عليه وسلم Yung tam atalini hadith ki Rasulullah SAW man pra isang sang masjid nai khanong srak phum. Yikin ta ka sang sang masjid ni ki phol bon wa vih tham te ni khanong sasana islam. Rahom niin bichya prab nai khanong hadith sahih tiram tari bi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ta bichya prab tha man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil jannah. Mani ta bukulna da ka sang sang masjid mui. Damai Allah subhanahu wa ta'ala nu Allah subhanahu wa ta'ala nang sang sang ptah mui. Semrap kodwin di kenong tan suwa rupa Allah subhanahu wa ta'ala. Hai ni kenong masjid ni Rasulullah SAW man prai sang sang masjid Fidduri. Minita ni kenong serapum dan min menurun nai. Minita ni kenong serapum yang jenak Islam ke jambat min masjid. Nambai yang pratabat as-salat jemaah rum kini. Nambai yang pratabat as-salat jemaah rum kini. Min ulama mucim nun ban bak salai pi ad-dur kelai ni ta al-bayt. Minita ni kenong teh. Minita Rasulullah SAW man pra oi sang sang masjid nei knong pteh mani tha nei knong pteh ba yeung keu ko bai kamnot ti kolai dambai yeung sujud dambai yeung thvoe ibadat dambai yeung salat sunnat te chivu Allah subhanahu wa taala dal vi ha do chi masjid nei pteh ba yeung hai ko doi khnie dai chivu na da kot min uzur dal man aaj salat bar jamaah ban nei masjid keu kot aaj salat nei pteh hai nei ti kolai chea la da kot ban kamnot nei pteh hai do chne khlie ni Pia tha ad-dur nu kư nai pi Ti mui kư nai khanong srak phum Ti pi kư nai khanong pteh Matai nai khanong at-tanay ni mui nai mui kư sata miin hadip se mi chiya Matai at-tanay da rung mom ta taun hadip ni kư samdai lư srak phum Mini ta Rasulullah SAW Ban para isang sang masjid nai khanong srak phum Dal miin minuh ru nai damai yung pratabat salat rum kini Chila kena jemaah damai pratabat salat rum kini Nuk tengah jemaat doji salat jemaat jenam Wa antu nadhafa wa tutayyaba Hai Rasulullah SAW ku an prao sumat masjid Hadu chena yukin ta yung kubay sumat chen bi masjid Nuk praka kubfa Hai nung praka dal najib simsin Dal vi man saksam nung kulai da yung tuwe badata Jumu Allah subhanahu wa ta'ala Hai Nabi Salam ku kubay chifin Ampi ka thua e masjid min ka prala palaot ai baka ka kwa adu ka praka na jesb sim sing. Hai ni kanong adi ni Rasulullah SAW ka ban pra aoi sam aad masjid hai nung pra aoi pra pra kering kera op ni kanong masjid. Mene ta masjid ke jitin kalai thua e badat. Yung ka bai aoi pat ayakah ni tino chi pat ayakah la o. Klan ni tino chi klan la o. Hai ni kanong adi tiyo ban dang Rasulullah SAW. Ban ham kod na da kod ban hob away dan min klan man la o. Ampi ka tae salat jemaah na masjid hadu chenna.
dương khinh tha dương chỉ đại Islam cứ chấm bát từ tại bồn bát xây bị masjid nơi away xem xét đã khẩn vào huy đã miền khẩn vào huy mình lo rồi miền hạt đế đã mình chấp rap tham lại cát cứ rong khoal bạc bol đôi chỉ con trai Adam đã rong khoal bạc bol đại mình tha cái nam miền khẩn mình lo nơi masjid cứ huy bạc bol làm lại cát đôi chỉ bạc bol là nét salat nơi masjid hai đôi chân này nơi khẩn masjid cứ có bay miền ca prapra kêu kro ob xem xét đầm bay áo bạc địa ca nơi tino cứ miền phía là ở xa đầm bay cát phải bảo đảm nơi tino cứ miền phép là ở xa hai mình có bấy nôm ở đây để mình khẩn mình là ở từ một sớm rồi còn lại là có bàn hộp ở vây môi để mình khẩn mình là ở cứ có mình trở tới xa là từ một sớm nụ tí còn mình có bấy tới xa là từ một sớm nụ tí rồi với bác bó đó là một lại kết cô đi chỉ bác bó đó nè xa là xem xế thôi bụi kế bắt bóng phép của số nơi khẩn nóng xa là bọc kế hay nè xa là cứ có bấy thưa hiện nay khuôn phần và khuôn cứ miền lạc nào ở xa đã được phê tới xa lạc nơi một sân nông hạ được chân này hãy xa rộng một bên những khả năng ở đây tôi bảo dưỡng cứ tìm mối bánh hạ ca sang sau một sân này khả năng sở phúm hay tìm phí cứ bánh hạ ca sử dụng một sân nằm phí bà ca có khóa nằm bà ca là dịp xem xí hay tìm bấy cứ ca thưa ai một sân cứ miền lạc nạc nạc ốp nơi khả năng một sân miền lạc nạc ốp đôi chí ca pra cường cổ ốp xem xí những khả năng một sân nằm bấy miền lạc nạc ốp nam bay ai cát phê bá đạt tới chỉ mua Allah sủng lợi cứ thật nực nóng bát yết cát là ở bờ sa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.